kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 28 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo một số vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng, quốc phòng an ninh, du lịch. Tỉnh ủy tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên có tên miền www.dienbien.dcs.vn nhằm cung cấp chính xác kịp thời các thông tin của Trung ương và địa phương, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 14 tổ chức hội nghị thứ 5. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh. Kính thưa các đồng chí, thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung chỉ đạo Ban Sự đảng, Ủy ban Nhân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị dự thảo các báo cáo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và cho ý kiến vào các nội dung các dự thảo báo cáo nghị quyết. Các cơ quan liên quan cũng đã tiếp thu chỉnh sửa, và tại kỳ họp này thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 2 dự thảo báo cáo và 4 dự thảo nghị quyết. Kính thưa toàn thể các đồng chí, việc thảo luận và thông qua những nội dung trên là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, không chỉ cho trước mắt mà cho cả nhiệm kỳ. Tại hội nghị này, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm tham gia góp ý vào các dự thảo báo cáo, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với chất lượng cao nhất. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình làm việc tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 03/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo báo cáo bổ sung của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nghị quyết số 04/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2016-2020. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021-2025. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong tình hình mới. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025. Hôm nay, Tỉnh ủy tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Dự buổi ra mắt có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên có tên miền www.dienbien.dcs.vn. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên có vai trò rất quan trọng nhằm cung cấp chính xác kịp thời các thông tin của Trung ương và địa phương, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tuyên truyền phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản của Tỉnh ủy một cách rộng rãi, phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó góp phần cùng các trang thông tin điện tử trong các cơ quan đảng ở trung ương và cấp ủy địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, nhận thức và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ trương và đường lối của Đảng.
Phát biểu tại lễ ra mắt trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Phan Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ và ban biên tập trang thông tin điện tử cần quản lý chặt chẽ, vận hành thông suốt an toàn trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Các tin, bài, hình ảnh, video lựa chọn đăng tải cần thận trọng, tuân thủ nghiêm quy trình xuất bản, bám sát định hướng tuyên truyền, tôn chỉ mục đích của báo chí, mang tính chiến đấu, thể hiện đúng chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên mục tin bài, đảm bảo kịp thời chính xác, khách quan, giữ vai trò định hướng và hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Đồng thời đẩy mạnh các hình thức quảng bá về trang thông tin đến người đọc trong và ngoài tỉnh, thu thập những ý kiến phản hồi của người đọc để trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh ngày càng hoàn thiện cả về hình thức và nội dung. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai nghị quyết 13 của Đảng về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Những năm gần đây, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta, trong thời gian tới, Đảng ta đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa trên quan điểm, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng, trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, kiên trì giáo dục rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin thêm về các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý tài sản bất minh của cán bộ công chức viên chức, cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán để phát hiện xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở. Hôm nay 28 tháng 4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt học tập triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho 100% cán bộ đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy và Viện Kiểm sát khu vực 23, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 4, Quân khu 2. Hội nghị được nghe các báo cáo viên trình bày 5 chuyên đề, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái. Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu sau buổi học tập, mỗi cá nhân phải viết bài thu hoạch trên tinh thần nắm vững, hiểu rõ về nghị quyết, đồng thời là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Tùa Chùa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo và thảo luận cho ý kiến vào những nội dung quan trọng khác như cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025, tờ trình về việc thông qua nghị quyết về phát triển đô thị thị trấn Tùa Chùa và trung tâm các xã, tờ trình về việc thông qua nghị quyết quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.
quán triệt kế hoạch số 907 KHUBND ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Tùa Chùa yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đề ra. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa tiếp nối những kết quả quan trọng đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế của Chỉ thị 03, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị 05, toàn tỉnh có trên 1.000 lượt cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, xây dựng được gần 90 mô hình học tập và làm theo Bác, đa dạng trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để đợt sinh hoạt chính trị này tại tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương và các chương trình kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của tỉnh, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn, không máy móc, dập khuôn. Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã có 100% các cấp ủy tổ chức đảng duy trì nền nếp việc đưa nội dung Chỉ thị số 05 gắn vào sinh hoạt định kỳ, gắn lý luận với thực tiễn. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng thống chính trị thì đã triển khai thực hiện nghiêm túc cái Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn vào đấy đó là phát huy cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Thì đội ngũ cán bộ các cấp đã gần gũi cơ sở, gần gũi nhân dân, nắng nghe ý kiến của nhân dân và chủ động tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Do vậy là hàng loạt các công trình dự án trọng điểm có tác động rất lớn đến sự phát triển của huyện đã được giải quyết, tháo gỡ và đang đảm bảo về đích theo đúng tiến độ. Thời điểm năm 2016, khi bắt đầu triển khai Chỉ thị 05, vẫn còn có tâm lý e ngại rằng làm sao có thể học được một người anh hùng, một vĩ nhân có nhiều ưu điểm kiệt xuất của thời đại như vậy. Tuy nhiên, khi nội dung chỉ thị được đưa vào thực tiễn, mỗi cán bộ đảng viên đều nhận thức rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ bởi những điều lớn lao hay thành quả cách mạng người giành được cho dân tộc, mà còn cao đẹp ở cả những điều giản dị, rất đỗi đời thường, bất kỳ ai cũng có thể học tập và làm theo để hoàn thiện mình. Mà chính trong cái quá trình mình thực thi những công việc hàng ngày ấy, thì những cái tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh thì cứ ngấm dần vào mình lúc nào cũng không hay. Tất cả mọi hành động thì tôi đều ý thức được rằng là một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền. Mình nói với học sinh không phải mình cứ nói hay thì các em nghe, mà các em sẽ học theo mình không phải chỉ từ lời nói mà chính cái việc làm và hành động của mình. Tại tỉnh Điện Biên, Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị toàn tỉnh vững mạnh toàn diện. Việc học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Điện Biên không chỉ được đội ngũ cán bộ công chức viên chức, các cơ quan đơn vị và các địa phương hưởng ứng tham gia, mà ngay cả những người dân ở các địa bàn dân cư cũng học và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm rất cụ thể, gắn liền với đời sống sinh hoạt thường nhật. Ngày xưa Bác Hồ thì gọi là bận trăm công nghìn việc, thì gọi là Bác cũng ngoài cái thời gian làm việc thì Bác cũng lao động. Thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, thứ hai nữa là cho bản thân, thế còn về gia đình nông thôn chúng tôi thì cũng thế, gọi là lao động phấn đấu để học tập theo tấm gương của Bác, cũng là lao động phục vụ, trước nhất phục vụ gia đình, thứ hai nữa là gọi là đóng góp cho quê hương giàu mạnh, xanh sạch đẹp hơn. Giai đoạn 2016-2021, việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Đó chính là động lực để tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Để tiếp tục đẩy mạnh cái việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thì cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện
gắn với đặc thù của cơ quan đơn vị mình, vừa làm cái cơ sở để cho việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, cũng là cơ sở để cho các cái tổ chức đảng rồi nhân dân giám sát cái việc tổ chức thực hiện của cơ quan ở đơn vị đó, chủ động trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các cái điển hình tiên tiến, các cách làm hay, các mô hình có hiệu quả để tiếp tục mà thực hiện cho nó có hiệu quả chỉ thị 05. Thực hiện chỉ thị 05, toàn tỉnh có trên 1.000 lượt cơ quan đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, trong đó có hơn 900 lượt cơ quan đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, nổi bật. Toàn tỉnh đã xây dựng được gần 90 mô hình học tập và làm theo Bác đa dạng trên các lĩnh vực. Đây chính là tiền đề quan trọng để đợt sinh hoạt chính trị này tại tỉnh Điện Biên tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn trong những năm tiếp theo. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2021 và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện công điện số 479 CDTTG ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cụ thể như sau. 1. Các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. 2. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hành khách tại các bến xe, các tuyến giao thông, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn, yêu cầu các chủ phương tiện tuân thủ các quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông tại các vị trí đèo dốc có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch COVID-19 gắn liền với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về thời gian lái xe liên tục, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến giao thông như tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 12, quốc lộ 6, quốc lộ 4H và các tuyến tỉnh lộ, tuyến đường nội thị. Yêu cầu Ban Quản lý Bến xe Điện Biên thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện việc ghi nhận, cung cấp thông tin về hoạt động phương tiện, hành khách tham gia giao thông theo quy định. Đồng thời yêu cầu hành khách thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên phương tiện và trong quá trình chuyến đi, nhằm triệt để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng về vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận những ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2021 và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông thực hiện nghiêm hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch COVID-19 gắn liền với công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Đặc biệt, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Xây dựng các phương án để sẵn sàng khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tại các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 12, quốc lộ 4H, quốc lộ 6 và các tuyến tỉnh lộ để đảm bảo các phương tiện luôn được lưu thông thông suốt trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.
xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tuyệt đối không để xảy ra việc tụ tập đông người trái phép, gây rối biểu tình, bạo loạn, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. 4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức của người dân không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, thực hiện nghiêm 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 5. Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh tăng cường ứng trực, tổng hợp báo cáo và tham mưu biện pháp xử lý những vấn đề cấp bách, đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2021. Đồng thời, chủ động báo cáo trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh để kịp thời nắm, chỉ đạo. Chủ động nắm bắt, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ để gửi về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021 và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng giao thông, vận tải, công an, thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan trên địa bàn quản lý, triển khai các nội dung yêu cầu trên, chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của đơn vị mình. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông xung yếu thuộc địa bàn quản lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2021 và thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng phương án kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ngang sông, hồ bằng phương tiện đường thủy nội địa tại các bến đỏ ngang tự phát, các điểm du lịch trên địa bàn quản lý. Các sở ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu trên. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Lê Thành Đô. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ Pang Phóng hay còn gọi là lễ tạ ơn của cộng đồng dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo. Trong danh mục 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận, tỉnh Điện Biên có một di sản thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng là lễ hội Pang Phóng của cộng đồng dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo. Lễ hội Pang Phóng bắt nguồn từ sự tích xa xưa còn lưu truyền về chuyện tình giang dở giữa một chàng trai, con của tạo bản người Kháng dòng họ Lò, ngành Lò Khun với một nàng vượn hóa thân thành cô gái. Lễ hội Pang Phóng được tổ chức 3 hoặc 4 năm một lần, thường diễn ra trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, khi hoa màu gà nở đỏ trên nương. Lúc này, bà con dân bản vừa kết thúc vụ mùa. Lễ Pang Phóng phản ánh một hiện thực trong đời sống tâm linh cộng đồng người Kháng, lấy cội nguồn tiên tổ làm nền tảng để rèn dưỡng tâm đức. Cho đến nay, lễ hội Pang Phóng vẫn giữ được bản sắc riêng, luôn hiện hữu trong đời sống cộng đồng dân tộc Kháng, có tác động tích cực đến việc giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây đắp nên sự gắn kết cộng đồng, bảo tồn những nền tảng tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân tộc. Với những ý nghĩa giá trị đặc trưng đó, ngày 30 tháng 9 năm 2020, lễ Pang Phóng của cộng đồng dân tộc Kháng ở xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu sản phẩm. Tại buổi tập huấn, hơn 20 đại biểu là chủ nhiệm các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được trang bị, nâng cao kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về công tác quản lý phát triển sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn chất lượng và sở hữu trí tuệ, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP của hợp tác xã, thiết kế tem nhãn QR code để khẳng định uy tín thương hiệu sản phẩm của mình. Đây là những kỹ năng quan trọng góp phần tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, giúp người dân doanh nghiệp chủ động tham gia hiệu quả vào thị trường, giữ gìn và phát huy danh tiếng, uy tín, chất lượng, thương hiệu các đặc sản đặc thù của địa phương, góp phần hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn, thông minh và nâng giá trị thương hiệu sản phẩm. Ngày 28 tháng 4, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Mường Ảng tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh, sử dụng nông sản thực phẩm an toàn cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện.
Trong 2 ngày, các học viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn chăn nuôi, phân bón, xây dựng các mô hình hộ nông dân kinh doanh thực phẩm an toàn, phổ biến hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm và các loại thực phẩm khác an toàn. Công tác giám sát đấu tranh xử lý các trường hợp sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn và những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, đồng thời trao đổi giải đáp các ý kiến của hội viên nông dân. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh của các hộ dân. Tới đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!